Đây là thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Cũng như khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam, những năm qua, với đường lối đổi mới, chính sách quan tâm đầu tư của Đảng, chính quyền các cấp và sự đoàn kết chăm lo lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, tự do, dân chủ, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân ở đây từng bước được nâng cao, phát triển toàn diện. Ai cũng chú tâm vào làm ăn, xây dựng kinh tế, gia đình, giúp nhau thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình đối với địa phương, đất nước. Nhiều người còn có những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, công sức của mình cho xã hội. Trong khi cả cộng đồng đang đoàn kết chung tay, đóng góp tâm sức xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc, trân trọng bảo vệ những thành quả cách mạng thiêng liêng được bao thế hệ đã hy sinh xây đắp, thì ngược lại, ở tổ dân phố Hợp Thành 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, có một đối tượng là Huỳnh Thục Vi, sinh năm 1985, lại đang tâm đi xuyên tạc, bôi lem, chống phá. Trong những năm qua, đối tượng Huỳnh Thục Vi lại móc nối với các phần tử xấu bên ngoài, nhiều lần trao đổi, trả lời phỏng vấn, viết bài, làm các video clip phát tán trên blog và các trang mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật ở Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu Đảng, nhà nước ta. Trong ngày 10 tháng 6 năm 2018, Huỳnh Thục Vi đã chuẩn bị băng rôn ra trước cổng nhà thờ giáo xứ Vinh Đức, thị xã Buôn Hồ, rình chờ lúc bà con giáo dân vừa hành lễ xong, đi ra để hô hào kích động, lôi kéo người dân tụ tập phản đối dự thảo luật đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt và luật an ninh mạng mà Quốc hội Việt Nam đang bàn thảo. Những hành vi đó đã ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm ở nơi thờ tự, làm xấu hình ảnh của người dân ở giáo xứ Vinh Đức, gây cản trở giao thông và vi phạm trật tự công cộng. Tại nơi cư trú ở tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, ngày 1 tháng 9 năm 2017, Huỳnh Thục Vi còn có hành vi xúc phạm quốc kỳ, xịt sơn lên lá cờ tổ quốc đang treo dọc đường trước nhà người dân. Hành vi này của Vi đã khiến cho đồng bào giáo dân nơi đây rất bất bình, bức xúc và phản đối. Em nói là cái lá cờ tổ quốc là cái đó là tượng trưng cho một cái đất nước Việt Nam của mình. Nhưng mà đối tượng Huỳnh Thục Vi đưa cái lá cờ tổ quốc ra, nó sơn, nó bôi bẩn lá cờ tổ quốc mình á. Thì nói chung là nó làm như vậy thì là nó quá bôi nhỏ cái danh dự, cái tổ quốc của mình và cái người dân của mình. Đó là một cái lá cờ tượng trưng cho một cái điều, tượng trưng cho một cái đất nước của mình. Mà nó làm như vậy thì nó sai hoàn toàn và cái điều đó là không thể chấp nhận được. Thì một thời gian gần đây thì có cái Huỳnh Thục Vi là đối tượng ở đâu đến lấy chồng về sinh sống ở đây thì có những cái hành vi sai trái, vừa rồi có lợi dụng thánh lễ vừa ra, có căng băng rôn biểu ngữ để lợi dụng đám đông để biêu xấu cũng như nói xấu về Đảng và nhà nước. Ngoài những cái hành động để mà kích động thì đối tượng Huỳnh Thục Vi có những cái hành vi bôi cờ, xóa cờ của tổ quốc. Cờ tổ quốc là một cái biểu tượng cho cái sinh linh của một cái hồn của một dân tộc Việt Nam mình mà. Chính vì vậy mà khi mà Huỳnh Thục Vi có những cái hành động mà để xóa bôi nhỏ cờ như vậy thì đây là một cái hành động là trái với cái đạo lý. Con người như vậy thì người ta rất là chỉ trích cái vấn đề này, thì hoàn toàn là giáo dân, đặc biệt là cùng những bà con ở phường Thống Nhất thì người ta phản đối những cái hành vi này. Theo tôi thì cái việc làm của đối tượng Huỳnh Thục Vi đằng sau đó thì có một cái số phần tử xấu người ta lợi dụng để kích động, để mà gây những chia rẽ, đặc biệt là gây mất ổn định ở tại địa phương. Cho nên là cái việc làm này thì hoàn toàn là chúng tôi không đồng thuận và chúng tôi không thể chấp nhận được. Nhân dân phường Thống Nhất là thị xã Buôn Hồ là đề nghị là cơ quan cấp trên cũng có các cái cơ chế để mà dẹp bỏ những cái con người có những cái hành vi mà trái với cái đạo lý, trái với cái luân thường đạo lý cũng như đối với đất nước của chúng ta như hiện nay. Là Huỳnh Thục Vi ở Buôn Hồ đó tuyên truyền nói xấu và lôi kéo một số thanh niên thì chúng ta không nên nghe, bởi vì đó là một cái ý cá nhân của họ, họ sống một cách mơ hồ thôi. Thì chúng ta những người thực tế
là ở địa phương, ở cái đất nước chúng ta phải nghe những người trực tiếp lãnh đạo điều hành đất nước này thì chúng ta mới cuộc sống mới yên vui được, chứ còn những cái loại đó chúng ta không nên nghe. Và không những đối tượng vi động, kể cả một số ở ngoài Bắc cũng có, như Hà Tĩnh rồi một số nơi là vân vân, rất là nhiều, nhưng mà hầu như là cái trong lại đảng, trong lại nước là bị xử lý theo pháp luật hết. Đối với Huỳnh Thục Vy mà những người là tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước, mà có thể là cùng là chống phá cái là đoài đoàn kết của toàn dân, thì tôi luôn lên án Huỳnh Thục Vy vi phạm pháp luật. Để như vậy thì đề nghị là nhà nước phải là trừng trị theo các cái điều khoản của Bộ luật hình sự. Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Để Tổ quốc Việt Nam được độc lập, tự do, hòa bình, mọi người yên ổn làm ăn như hôm nay, thì lớp lớp thế hệ ông cha đi trước trên dải đất hình chữ S này đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, hy sinh xương máu để hun đúc nên linh hồn của lá cờ đỏ sao vàng, tung bay đầy tự hào, kiêu hãnh trên khắp mọi miền của đất nước. Vậy mà đối tượng Huỳnh Thục Vy lại đang tâm có những lời lẽ sằng bậy, trẻ con, có những hành vi xúc phạm đến quốc kỳ của Tổ quốc Việt Nam, nơi đã sinh ra ông, bà, cha mẹ của Vy. Chính vì những việc làm sai trái lâu nay, nhất là hành vi xịt sơn lên lá cờ Tổ quốc, Công an thị xã Buôn Hồ đã 4 lần có giấy triệu tập Huỳnh Thục Vy lên để làm việc, nhưng Vy cố ý không chấp hành. Vì vậy, ngày 9 tháng 8 năm 2018 vừa qua, Công an thị xã Buôn Hồ buộc phải cưỡng chế, dẫn giải đối tượng này lên trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc với Huỳnh Thục Vy có sự chứng kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân và đại diện mặt trận Hội Phụ nữ thị xã Buôn Hồ. Xịt mặt phải của lá cờ trước, cầm đây, xịt bên này, xong rồi cầm đây, xịt đây. Bắn tay phải. Mà một cái nữa đó là ở trước cái công ty Mai Hương bên cạnh nhà bà Thế, với một cái nữa trước cái nhà của ông Hoàng Việt, công ty Hoàng Việt á, rồi xong nó cũng giống y vậy thôi, nội dung giống y vậy, chỉ có khác địa điểm thôi chứ còn không có cái gì khác hết trơn, rồi vậy thôi. Hiện tới mình sẽ chuẩn bị sẵn, cầm tay phải đi đến lá cờ Tổ quốc, cắm chiếc nhà bà Hà. Sau khi xem xét động cơ, tính chất, mục đích của hành vi và thái độ của đối tượng, Công an thị xã Buôn Hồ đã ra quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thục Vy về tội xúc phạm quốc kỳ, theo điều 276 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hiện bị can Huỳnh Thục Vy đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.